chào các bạn, thì tụi mình đang chuẩn bị cho lễ hội 26 tháng 3 và đây là lớp mình 12A Tân và đang chuẩn bị làm một cái gian hàng để chuẩn bị cho ngày mai. Ok. Bán trà tắc như bánh tráng trộn. Ok, bắt đầu. Bán đơn giản thôi. Ok, về đây. Đi ngang trước. Trai như đẹp của tôi. Chị Hân làm cái vụ gì? Hả? Chị Hân làm cái gì vậy? Tôi làm cái gì? Bạn đang làm quả trò đúng không? Nhiêu nhiêu nè. Anh cái gì vậy? Bạn nhiều tay. Không đi á. Thôi nhớ ghé quán em nha. Mai chị nhớ 15 ngàn bò hộp bánh tráng. Quán là gì? Quán là gì? Quán là gì? Ai bạn giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Đây, đặt tên là Quế Lầu.
Đây tổ chức trò chơi gì ta? Đây là những đứa bạn của tôi. Để lại, ghê quá đi rồi. Xạo quá. Rồi. Sometimes I wish that I could just quit, but then the other times there's nobody better than this. Even though you never listen and you're always right, and I guess I would have never fit your type. Except for that first night, with two kids under that moonlight, we ate McDonald's at midnight, became the best of friends. I remember our first.